Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tựa game Subway Surfer nữa nhé. Và lúc này thì chúng ta sẽ quay lại khám phá bắt được các bạn. Còn nhân vật thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng nhân vật cũng khá là quen thuộc các bạn. Mình sẽ sử dụng đó chính là Chicky. Và cái trang phục mình sử dụng đó chính là Festy Chicky. À đâu rồi? À, cái trang phục lễ hội các bạn. À, cái trang phục này thì mình đã mở khóa rồi. À, rồi, còn ván trượt thì mình sẽ sử dụng cái ván mình mới mở khóa trong cái phần Season Hunt. Đó chính là cái ván Chocho các bạn, mình sử dụng lại cái ván hôm nay thì mình sử dụng lại. À đây nè. À. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Festy Chicky chúng ta cùng nhau khám phá bắc cực nha các bạn. Và chúng ta xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.
Oh.